có sự tham gia của Lưu Đào và Châu Du Dân. Đại Tống Cung Từ vừa lên sóng đã nhận ngay những phản hồi ném đá cùng số điểm đua ban thấp đến kỷ lục. Ngày 20 tháng 3, phim truyền hình Đại Tống Cung Từ do Lưu Đào và Châu Du Dân đóng chính đã lên sóng. Phim được đầu tư số tiền lớn, có sự tham gia của hai diễn viên nổi tiếng và bị đắp chiếu lâu, nên khi vừa lên sóng đã được đông đảo khán giả tò mò theo dõi. Được kỳ vọng sẽ tạo nên cơn sốt, nhưng Đại Tống Cung Từ bất ngờ bị chê bai hết lời với điểm đua ban chỉ 4,7. Nguyên nhân của sự việc không nằm ở diễn xuất của Lưu Đào hay Châu Du Dân, mà ở kịch bản phim cổ trang nhảm nhí với mối quan hệ tình ái ba xu lỗi thời. Chỉ trong vòng 2 tập đầu, hàng loạt tình tiết drama hóa một cách vô lý, gây ức chế cho khán giả bị biên kịch cay cắm trong mọi cảnh phim. Tình tiết phim nhanh đến mức khiến người xem không thể nào bắt nhịp và tiêu hóa được. Nhiều cư dân mạng so sánh Đại Tống Cung Từ với phim Quỳnh Giao nhiều năm về trước, khi đều cổ súy cho những tiểu tam nhân danh tình yêu phá hoại gia đình người khác. Nữ chính Lưu Đào còn theo mô típ Marisua trong sáng, thánh thiện khiến người xem không thể đồng cảm. Đại Tống Cung Từ cũng đánh giá là sai lịch sử vì Lưu Nga vốn làm thiếp của một người thợ kim hoàn trước khi quen Triệu Hằng. Nam chính Triệu Hằng được miêu tả là một hoàng tử chính trực, rất được vua cha coi trọng và nhắm trở thành thái tử Bắc Tống. Trong một lần mang quân đi đánh giặc, Triệu Hằng gặp nạn và gặp được nữ chính Lưu Nga cứu mạng. Từ đó anh đem lòng yêu cô sâu đậm, bất chấp việc mình đã có vợ và con trai sắp ra đời. Chỉ trong một tập phim, biên kịch để vô số biến cố xảy ra với Triệu Hằng: vợ chết, con trai chết, nữ chính bị nhốt trong đại lao. Dù quá nhiều mất mát đau thương xảy đến, Triệu Hằng chỉ một lòng một dạ với Lưu Nga và quyết tâm vào ngục cứu nàng, bất chấp sự phản đối dữ dội của phụ hoàng. Việc kịch bản phim nâng tầm cho tình yêu ngoài quan hệ vợ chồng của Triệu Hằng và Lưu Nga đã khiến khán giả phẫn nộ, không cách nào thông cảm được cho nữ chính. Lưu Nga được xây dựng không khác gì một trà xanh điển hình trên truyền hình khi biết người đàn ông đã có vợ con nhưng vẫn không ngại ngần. Nam chính thì vì tình yêu mù quáng mà bất chấp tất cả, không phân biệt được đúng sai. Không biết trong những tập sau, Đại Tống Cung Từ có gỡ gạc lại ấn tượng số ban đầu hay không. Theo lịch sử, phim còn rất nhiều tình tiết gây sốc như Lưu Nga không thèm mang thai, lừa một nô tỳ đến ngủ với chồng mình, sau đó nhận con người này làm con ruột, đứa con này về sau chính là vua Tống Nhân Tông. Nhiều cư dân mạng so sánh Đại Tống Cung Từ với phim Quỳnh Giao nhiều năm về trước, khi đều cổ súy cho những tiểu tam nhân danh tình yêu phá hoại gia đình người khác. Bình luận của cư dân mạng: tất cả đều xịn trừ kịch bản, không xem nổi. 4.7 còn cao đó, đã là thời nào rồi còn chơi cái kịch bản Quỳnh Giao như vậy. Đầu tư bối cảnh phục trang sao không coi lại nội dung hộ cái, mà phim sai sử như này mà cục cũng duyệt được à? Tưởng phim Quỳnh Giao chứ, diễn xuất của diễn viên chính không vớt được kịch bản tệ. Mà thật sự mấy chị đại si biết dù diễn tốt đến đâu thì mấy thể loại vai này nó không hợp nữa rồi. Đâu có một tập mà đau đầu quá, phim chung giọng này kiểu cạn ý tưởng rồi. Bảo sau đổ xô đi đóng Nam Mỹ, định xem mà thấy cái loại cổ súy Tuesday như này thì tốt nhất là nghỉ luôn cho lành. Nhiều người tỏ ra tiếc cho Lưu Đào khi cô dính tới một vai diễn thảm họa như vậy. Trong sự nghiệp của mình, Lưu Đào luôn được đánh giá cao về diễn xuất và cách chọn phim thông minh. Phim nào cô tham gia cũng đều thắng lớn. Việc cô nhận vai trong Đại Tống Cung Từ gây bất ngờ. Được biết Lưu Đào đã phải làm việc cật lực để trả khoản nợ 57 triệu USD do chồng làm ăn thua lỗ và trở thành trụ cột chính của gia đình. Hiện tại Lưu Đào vừa đóng phim vừa livestream bán hàng. Cô còn tham gia show giải trí liên quan đến tình yêu hôn nhân. Châu Du Dân vừa trở lại màn ảnh sau khi không ghi được dấu ấn ở Liệt Hỏa như ca thì đã vấp phải những nhận xét tiêu cực. Con đường sự nghiệp của nam thần tượng một thời xem ra vẫn còn rất khó khăn. Dự án phim cổ trang khủng Đại Tống Cung Từ có sự tham gia của diễn viên gạo cội Lưu Đào và thần tượng một thời Châu Du Dân. Phim do Lý Thiếu Hồng và Tăng Niệm Bình đồng đạo diễn, được quay từ cuối năm 2018 và vừa lên sóng vào ngày 20 tháng 3.